Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 5 bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong 4 số đối thoại đầu thì chúng tôi đã bàn về những vấn đề liên quan tới kỹ thuật, và số đối thoại gần đây nhất thì chúng tôi đã bàn tới vấn đề vốn cũng như là phân kỳ vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong số đối thoại đó thì cũng rất nhiều cái ý kiến của các khách mời mổ xẻ xoay quanh con số 58,7 tỷ đô la Mỹ và cũng như là việc phân kỳ đầu tư như thế nào và đặc biệt là sự tham gia của tư nhân. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về chủ đề này và cung cấp thêm những thông tin mới cho quý vị khán giả. Mong quý vị cùng theo dõi. Và tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Sơn, Viện trưởng Viện Quản trị Tài chính AFC. Nhà giáo ưu tú giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Ký, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tôi cho rằng là con số này có thể lớn hơn, nhưng nó lại nhỏ hơn xét mặt tương đối so với cái nguồn lực của chúng ta. Thứ nhất, nếu xét về so với 10-15 năm trước thì lúc đó GDP của chúng ta mới chiếm khoảng độ không tới một nửa cái mức GDP mà chúng ta có thể có vào năm nay hay vào năm 2020. Theo đánh giá của tôi, năm nay chúng ta có một mức GDP là khoảng 230 tỷ đô la Mỹ và năm 2020 vào khoảng từ 250 đến 260 tỷ đô la Mỹ. Cái thứ hai là với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm vào khoảng trình độ 7% một năm, thì đương nhiên là sau khoảng trình độ 8 năm thì GDP nó tăng lên gấp đôi. Do vậy, đến cuối thời kỳ mà chúng ta tạm coi những cái mốc so sánh sẽ năm 2030 thì GDP Việt Nam sẽ nằm trong cái khoảng từ 550 tỷ đô la Mỹ đến 600 tỷ đô la Mỹ. Thế do vậy thì cái tỷ trọng mà khai thác, nếu chúng ta khai thác vào trong việc là xây dựng đường sắt này, nó có thể không đến 0,7% mà có thể chỉ nằm đến 0,5-0,6% thôi. Thì theo tôi là con số đó với thời buổi hiện tại và cái tính bức bách của cái việc xây dựng hạ tầng cơ sở cho một đất nước ở cái thời kỳ công nghiệp hóa như hiện nay và 10 năm tới thì làm con số tương đối nhỏ và có thể đương đầu được. Đúng, tôi rất đồng ý với ý kiến của giám, bởi vì thực tế là cái vốn đầu tư như vậy đối với một cái dự án mang tính chiến lược cấp quốc gia ở thời kỳ mà chúng ta đang hội nhập tích cực vào quốc tế thì với cái con số như vậy là không phải lớn. Minh hai là tôi cũng đồng ý cái ý là con số này chắc không dừng lại, mà có thể nó sẽ khác đi. Bởi vì là cái dự báo thì tôi cho rằng đó là một khoa học, và cái dự báo thì nó có những cái đặc trưng của nó. Ví dụ là cái tính không chắc chắn, ví dụ nó có cái điểm mù hoặc là có cái sự gọi là cái độ chính xác không cao, nó do nhiều yếu tố khách quan chủ quan rồi các yếu tố khác nó tác động vào. Và cái thời điểm chúng ta dự báo cái nguồn này đầu tư cho dự án đến tận năm 2050 mới với con số là 58 tỷ đô thì tại cái thời điểm mà chúng ta thực hiện cái đó có lẽ có nhiều cái chuyện khác nó tác động vào cái dự án này, và vì thế cho nên cái dự án cái kinh phí chắc là nó không dừng lại. Mà tôi nghĩ là mình phải tính toán kỹ một chút, ở đây chúng tôi cũng không dám khẳng định là đã chính xác hay là chưa chính xác, thế nhưng mà cũng nên có một cái dự báo làm sao để nó sát với từng cái giai đoạn một để đưa ra con số mà nó phục vụ cho các cái quá trình đầu tư theo giai đoạn một nó tốt hơn. Nhất là chúng ta được gì mất gì khi mà chúng ta làm cái việc này. Thứ nhất là chúng ta sẽ mất cứ cho là 58 tỷ hoặc nhiều hơn nữa đi, khoảng 60-70 tỷ đi. Nhưng chúng ta được gì cái đấy? Thì tôi nghĩ là rất là mọi người hãy nhìn về cái tâm thế đó. Và vậy thì sau khi mà chúng ta nói là được gì mất gì, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ làm thật nó như thế nào. Khi mọi người có một cái tâm thế là làm thật cái việc này thì tiền nó là thật. Làm đến đâu cần bao nhiêu, có mấy dự, khi làm thì các bộ ban ngành sẽ vào cuộc và chúng ta có cơ chế giám sát thì làm nó thật. Và cái chi phí mà nó gọi là đội vốn hay gì đó nó sẽ rất ít đi. Thì tôi nghĩ là cứ làm thật đến đâu thì báo cáo đến đó, và làm cho nó tốt, làm cho nó cẩn thận để mà khai thác được. Vâng, thưa các khách mời, trong số trước như là tôi vừa mới trích ý kiến của các khách mời thì chúng tôi cũng đã cung cấp cái con số cũng như là những cấu phần trong cái tổng vốn đầu tư dự kiến là 58,7 tỷ đô la Mỹ. Thì ngày hôm nay với góc nhìn của mình, với những cái kinh nghiệm của mình liên quan tới dự án này, thì các khách mời đánh giá thế nào về con số này ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Sơn ạ. Theo quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng là trước mắt nhìn về mặt con số thì chúng ta thấy có một sự điều chỉnh là vào cái tờ trình vào năm 2010 đấy, thì cái tổng vốn đầu tư là 55,8 triệu đô, và đến nay thì chúng ta điều chỉnh thêm 3 triệu đô nữa, rơi vào một số các cái cấu phần
tỷ. Nó mà thêm 3 tỷ đô nữa liên quan vào các cái cấu phần về chi phí xây dựng, rồi là chi phí giải phóng mặt bằng và đặc biệt là cái chi phí về dự phòng. Thì trước hết là chúng ta nhìn thấy rằng là cái trong cái tổng vốn, cái tổng vốn đầu tư ấy, thì hiện nay đang là nó vẫn đi theo được cái quy định của pháp luật, đó là theo luật xây dựng thì chúng ta vẫn có các cái khoản mục chính như là chi phí về xây dựng, chi phí về thiết bị, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí ban quản lý dự án, các cái chi phí liên quan đến tư vấn và các cái chi phí khác. Thế thì về mặt cơ bản thì tôi đánh giá là cái tổng mức mà chúng ta xác định theo một cái bộ tiêu chí như thế là cũng tương đối phù hợp với điều kiện hiện nay. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là ở trong này thì hiện nay chúng ta đang có một cái điều chỉnh tương đối mạnh ở cái khu vực là cái vốn dành cho cái mức đầu tư dành cho cái khoản chi phí dự phòng. Thì như trước đây chúng ta thấy theo các công trình trước đây của chúng ta đấy thì cái chi phí dự phòng nó chỉ rơi vào khoảng 5-8% tùy từng công trình. Tuy nhiên là nếu như trong trường hợp này thì chúng ta thấy là nó đã vượt lên một cái con số là trên 10%. Thế thì tôi cho rằng là chúng ta cũng có thể vì một cái dự án lớn và kéo theo một cái thời gian khá dài và có thể thậm chí liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ phải sử dụng đến các cái nguồn ngoại tệ. Cho nên là cái chi phí dự phòng cũng là một cái khối cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải cẩn trọng khi mà chúng ta đưa ra một cái mức dự phòng tương đối lớn như vậy. Vâng ạ. Tôi cũng xin chia sẻ thêm một. Tôi thấy rằng là cái phần này thì cái tiếp theo ý kiến của anh đấy thì tôi thấy là cái dự phòng ở đây nó tương đối lớn, nó lên đến hơn 8 tỷ đô. Trong khi đó thì cái dự phòng ở năm 2010 thì chỉ có hơn 2 tỷ đô và người ta tính luôn là 5% của chi phí xây dựng. Thế thì dự phòng là gồm có hai phần. Phần thứ nhất là dự phòng khối lượng phát sinh. Thế thì bây giờ chúng ta hoàn toàn là ước khối lượng. Thế cho nên là phát sinh hay là nó nhiều quá thì cũng chưa biết được. Chẳng hạn như là khối lượng cầu. Khối lượng cầu và hầm là chưa xác minh được. Thế cho nên một cách chính xác, thế thì chắc chắn là nó thay đổi. Thế cái phát sinh thứ hai nữa là cái phát sinh về trượt giá. Thế thì từ bây giờ cho đến lúc xây dựng xong là 10 năm nữa, thế với cái tỷ lệ trượt giá nào độ khoảng 3,5% chẳng hạn, thì nó cũng 10 năm thì nó cũng chưa lên đến hơn 1 tỷ. Thế nhưng mà ở đây lại để lấy cái dự phòng lên đến 8 tỷ thì tôi cho là cũng hơi cao. Cái đấy cũng cần phải xem xét lại để cho nó chính xác. Và cũng xin nhắc lại là đây là hoàn toàn là ước tính cái tổng mức đầu tư thôi. Cho nên là các cái con số này nó chỉ miễn làm sao nó đạt được ở một cái mức độ trung bình về cái đầu tư. Thế nhưng mà tính ngược lại thì người ta thường để đánh giá cái dự án ấy nó có là khả thi, có được thông qua ở mức tổng mức đầu tư hay không, thì người ta thường nhìn vào cái mức chi phí cho một đơn vị km là bao nhiêu tiền xây dựng thôi, chứ còn các cái phần khác thì không đưa vào. Thế thì năm 2010 thì phía Nhật đề ra là 22,6 triệu đô trên 1 km. Nhưng mà như bây giờ ấy, thì chỉ tính ra là chỉ có 17 triệu đô. Thì là theo tôi nghĩ là tiền xây dựng của nó vẫn là ít hơn. Thế và so sánh với lại cái tiền xây dựng của các tuyến đường sắt cao tốc ở nước ngoài ấy, thì nó cũng có. Nhưng mà ví dụ như là cao nhất nó có thể nên là 46 triệu đô. Thế ví dụ như là cái đường sắt gần đây nhất và gần với nước ta nhất như là đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải thì nó có giảm hơn, nhưng mà nó lại là vùng đồng bằng châu thổ. Thế còn của chúng ta thì đi qua vùng đồi núi nhiều hơn, thì tôi thấy rằng là cái con số 17 hơn 17 tỷ một km tiền xây dựng thì cũng có thể chấp nhận được. 17 triệu đô. Vâng, 17 triệu đô. Tôi xin thêm một ý kiến này nữa này, là nếu mà nhìn vào cái suất đầu tư hiện nay đấy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang đề xuất là 58,7 triệu đô và chúng ta chia ra khoảng 1.500 hơn 1.500 km thì hiện nay nó không phải là 17 triệu mà nó lên đến 35 triệu đô trên 1 km. Thế thì tôi muốn cung cấp thêm một cái thông tin là nếu chúng ta nhìn sang hàng xóm là Anh, Trung Quốc
Thì hiện nay trong giai đoạn năm 2010 đến 2015 thì anh đang hoàn thành được 25.000 km đường sắt cao tốc chạy với tốc độ sấp xỉ 300 km/h, và cái suất đầu tư là cỡ khoảng 17 triệu đô trên một km đường. Điều đó nó cho thấy rằng chúng ta hiện nay cái suất đầu tư của chúng ta đang bằng khoảng 2,2 lần so với suất đầu tư của Trung Quốc. Thế thì ở phía đằng sau của cái việc này thì cũng giống như anh đã chia sẻ, thì là thứ nhất là cái địa bàn của chúng ta ấy, nó cũng có một cái địa hình của chúng ta nó cũng có một cái sự phức tạp nhất định. Nhưng cái vấn đề thứ hai mà tôi cho rằng là cái suất đầu tư của chúng ta có thể nó sẽ cao, và tôi nghĩ rằng cái này nó đòi hỏi phải có một cái chiến lược tiếp cận với dự án một cách khác. Đó chính là cái việc là chúng ta không làm chủ được cái công nghệ, và chúng ta phải nhập các trang thiết bị về, chúng ta phải đầu tư, chúng ta phải nhập trang thiết bị về, chúng ta làm bằng công nghệ của nước ngoài. Điều đó nó dẫn đến một cái sự vô cùng đắt đỏ. Hai cái ví dụ điển hình của châu Á mà thành công trong, được coi là thành công nhất về mặt nó gọi là đường sắt cao tốc là Nhật Bản và Trung Quốc. Thì cả hai quốc gia này đều làm chủ công nghệ trước khi mà tiến hành xây dựng hệ thống đường sắt. Nó dẫn đến việc là người ta cắt giảm được một cái chi phí rất lớn trong cái quá trình mà triển khai cái hoạt động thi công và xây dựng và các trang thiết bị đi kèm. Do đó mà tôi cho rằng là trong cái bối cảnh này thì chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ, bởi vì cái suất đầu tư trong cái bối cảnh mà cái nguồn vốn đầu tư công của chúng ta cũng tương đối là khó khăn. Đấy, với một cái kế hoạch đầu tư bây giờ là chuyển sang là đầu tư chung và dài hạn rồi, không còn là đầu tư từng năm một nữa, thì cái việc xếp các cái nguồn vốn nó đòi hỏi phải có một sự chặt chẽ nhất định. Vấn đề thứ hai là nếu mà suất đầu tư lớn như vậy thì tôi cho rằng trong cái bối cảnh mà chúng ta khai thác cái thị trường nó không tốt, khai thác cái chuyến vận chuyển nó không tốt, và làm cho cái tỷ lệ tạo doanh thu trên một đồng vốn nó thấp, thì cái suất đầu tư đó là thực sự là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách. Ông nghĩ thế nào? Tôi thấy là cũng khó có thể nói được là cái dự phòng như thế là cao hay thấp, bởi vì là chúng ta thấy là cái kinh nghiệm đầu tư của Việt Nam thì là thường là đội vốn lên không phải là 10-12%, một khi là gấp tới mấy lần, do cái di chuyển tức là rủi ro chính phủ. Rủi ro chính phủ tức là chính phủ lẽ ra là phải chịu trách nhiệm về giải phóng mặt bằng, không giải phóng được, ví dụ như vậy. Còn nhiều những cái rủi ro tỷ giá hối đoái cũng là một loại rủi ro. Thế rồi thì là rủi ro lãi suất đi vay cũng là một loại rủi ro. Thế nên là chúng ta thấy tức là có một cái dự phòng tương đối cao thì cũng là một cái an toàn. Vấn đề thứ hai tức là cái suất đầu tư thì tôi thấy là của ta tính ra khoảng 34 triệu đô la một km. Thì cũng có những nhiều nước thì thấp hơn, tức là khoảng đâu đó khoảng 20 rồi 22. Nhưng mà cũng có những nước ví dụ như Đức chẳng hạn thì lên tới 47, là Hàn Quốc thậm chí là 59. Thì nó cũng cái này thì rõ ràng tức là cái cơ quan quản lý dự án người ta phải đi khảo sát, phải đi nghiên cứu để xem tức là lý do thế nào mà lại có những cái sự khác biệt khá lớn về cái suất đầu tư của các nước. Và cũng có thể tức là còn có cả những lý do về an toàn, rồi thì là như anh nói tức là công nghệ, rồi thì đủ thứ ở trong đấy. Thì tôi cho rằng tức là những cái đó thì cũng mình nêu ra để mà biết thôi. Chứ còn thì chúng ta nên đi sâu vào vấn đề tức là cái tiền ở đâu, và những cái nguồn tiền đấy nó có ảnh hưởng gì lớn đến cái tài chính quốc gia nói chung không? Và cái thứ hai tức là nó có ảnh hưởng gì, và nó có thể có những cái tác động tích cực hoặc là tiêu cực như thế nào đến cái tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Vâng, tiền ở đâu thì hiện nay Liên Danh Tư vấn cũng đã đưa ra cái phương án huy động vốn cho giai đoạn 1 và đề xuất 3 phương án như là chúng tôi đã cung cấp cho các khách mời ạ. Thì với cái 3 phương án như vậy, tức là vừa là huy động vốn ngân sách này, vừa ODA này, thậm chí là có cả phương án 3 là kêu gọi vốn tư nhân nữa, thì các khách mời đánh giá thế nào về 3 phương án này, phương án nào là phương án mà có thể là hợp lý nhất? Ông Nghĩa có thể đánh giá trước không? Tôi cho rằng là trong cái trường hợp của Việt Nam thì chúng ta thấy tức là cả cái doanh nghiệp của Việt Nam thì nó còn rất là bé. Và huy động vốn tư nhân thì thực ra là doanh nghiệp của Việt Nam là lại có thể là phải đi vay tư nhân nước ngoài để về góp vốn. Ví dụ như là chúng ta đang làm nhà máy điện, rồi thì là một loạt các cái công trình hạ tầng giao thông đường bộ đấy. Thì cho nên là hoặc là tư nhân lại phải đi vay vốn ngân hàng. Thế nhưng mà đây là một công trình mà có thể nói tức là nó rất là lớn. 20% của tổng mức đầu tư, tôi lấy ví dụ như là của tổng mức đầu tư của cái riêng thành phố Hà Nội và thành phố Vinh, rồi Nha Trang và Sài Gòn không thôi, thì là
20% của 24 tỷ, tức là khoảng 4 tỷ 8 đô, thì tư nhân Việt Nam bỏ tay không thể nào huy động nổi. Chúng ta thấy tức là ví dụ như ông Vượng Nguyên Group chẳng hạn, ông huy động một khối lượng vốn xây dựng cái nhà máy ô tô 3,4, 3,5 tỷ đô, thì đã làm cho các cái nhà hoạch định chính sách là thấy là cũng lo ngại. Vì là nhỡ ra mà nó có vấn đề gì thì nó sẽ tác động rất là mạnh đến cái tài chính của quốc gia. Thế cho nên là tôi nghĩ là chỉ có thể trông cậy vào cái vốn công thôi, đầu tư công thôi. Công thì nó có nhiều nguồn, tức là có thể là từ ngân sách, có thể là từ huy động vốn thông qua trái phiếu, hoặc là có thể tức là vay của nước ngoài. Ví dụ như vay ODA hoặc là vay chính phủ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì là vay chính phủ, còn giữa Việt Nam và các nước phát triển khác thì ODA là khả thi nhất. Chứ còn nói rằng tức là tư nhân có thể đầu tư vào đầu máy rồi toa xe rồi thì là khai thác vận hành, thì với cái mức là khoảng 1 tỷ đô chả giải quyết vấn đề gì. Không giải quyết vấn đề gì cho khu vực tư nhân ấy. Nên nó là muối bỏ biển. Thế cho nên là tôi nghĩ là trong điều kiện của Việt Nam thì có lẽ là phải theo cái mô hình như là của Trung Quốc và của Ấn Độ, tức là công là chính. Còn sáng nay lúc mà hội nghị tôi cũng có đưa ra một cái ý kiến khác. Tư nhân thì có thể trong trường hợp như thế này, tức là toàn bộ cái đầu tư cơ sở hạ tầng thì chính phủ làm, còn vận hành và khai thác thì có thể để cho tư nhân liên doanh với nước ngoài, với cả cái tư nhân nước ngoài người ta làm. Thì lúc bây giờ người ta sẽ đầu tư vào đầu máy rồi toa xe rồi thì đầu tư vào chi phí quản lý rồi cả thứ vân. Thì hy vọng tức là có thể có những cái doanh nghiệp lớn nào đó của nước ngoài liên minh với một vài doanh nghiệp lớn của Việt Nam để làm được cái điều đấy. Nhưng mà xem chừng trong cái bối cảnh hiện tại, nhất là trong cái điều kiện quản lý công nghiệp như kiểu của Việt Nam thì cũng khó. Hoàn toàn khác ý kiến của ba khách mời trong các số trước. Họ nói là 1 tỷ đô la còn quá ít, thậm chí còn có thể lên đến 20 đến 30 tỷ đô cho khối tư nhân. Không biết hai khách mời khác nghĩ thế nào? Tôi cho rằng là trong cái bối cảnh với một cái việc mà chúng ta phải chất một cái gánh nặng lên ngân sách trong thời điểm này, tôi nghĩ là thực sự là không phù hợp. Lý do là, về thứ nhất là hiện nay cái tốc độ chi ngân sách hiện nay nó cũng đang đạt tới giới hạn. Cho nên cái việc mà đưa vào đấy một cái lượng ngân sách 58 tỷ đô tức là gì? Tức là tương đương với khoảng 25% GDP của chúng ta hiện nay. Thì đó là một cái chất gánh nặng rất là lớn. Cho nên quan điểm của tôi thì tôi cho rằng là cái phương án 1 là cái phương án mà chúng ta tiết kiệm từ cái chi ngân sách. Phương án 2 là kết hợp với ODA. Và phương án 3 là chúng ta đưa cả nhà đầu tư tư nhân vào. Thì tôi vẫn nghiêng về cái phương án thứ 3 là PPP. Chúng ta hiểu nhà đầu tư tư nhân ở đây nó không giới hạn với các nhà đầu tư của Việt Nam. Thực tế thì đúng như anh Nghĩa nói thì các nhà đầu tư của Việt Nam hiện nay mà nếu mà kiếm nhà đầu tư nào mà trên 1 tỷ đô thì cũng thực sự cũng là một cái vấn đề ở Việt Nam này, chắc là đếm không hết đầu ngón tay. Tuy nhiên rằng là chúng ta ở đây là chúng ta nhìn thấy bài đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đã từng tham gia một số các cái dự án mà cái tổng mức đầu tư nó chỉ khoảng 7-8 ngàn tỷ. Nhưng mà có rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài từ Tây Ban Nha, từ một số các cái nước khác mà người ta có cái thế mạnh về đầu tư cơ sở hạ tầng ấy, người ta sẵn sàng vào Việt Nam để tham gia. Như vậy chúng ta nhìn, tức là chúng ta open, chúng ta nhìn cái đầu tư tư nhân bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài. Thì nếu mà chúng ta nhìn theo cái góc độ đó đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguồn lực từ tư nhân là một cái nguồn lực tương đối lớn. Vậy. Duy chỉ có một điều là khi mà đã đưa nhà đầu tư nước ngoài vào thì chúng ta phải tạo ra một cái cuộc chơi phù hợp. Cái đó là cái rất cần thiết hiện nay đối với một cái dự án lớn như thế này. Nếu như chúng ta tính là nếu như mà chúng ta đưa vào cái việc là chúng ta dùng cái nguồn vốn đầu tư công là nhiều ấy, thì cũng giống như chúng ta đã từng trải nghiệm, chúng ta đã thấy là rõ ràng rằng là cái việc mà giải ngân các nguồn vốn đầu tư công nó có rất nhiều các cái rủi ro. Tôi nói ví dụ như là như anh Nghĩa nói về rủi ro về mặt chính trị, rủi ro về mặt pháp lý, thế rồi rủi ro về mặt nguồn tiền, chỉ cái cơ cấu vốn trong một cái bối cảnh như vậy. Thì tôi cho rằng là cái điều đó nó thường làm nó dẫn đến việc là các dự án chậm trong cái triển khai, chủ yếu là do cái sự bố trí không hợp lý về vốn. Mà cái vốn này thì lại là chủ yếu là do cái vốn đầu tư công là chính. Cho nên tôi cho rằng là cái rủi ro đó là một cái rủi ro nó gắn liền không những về mặt số tiền, nhưng nó còn gắn liền với cái quá trình triển khai thực hiện đối với các cái dự án này. Tôi cho rằng là chúng ta nên hướng đến các nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài để đưa vào nguồn vốn này. Và chúng ta nên
kỳ vọng ở một cái con số cao hơn so với là cái con số 1 tỷ, khoảng hơn 1 tỷ đô mà chúng ta đang đưa vào trong cái bài toán này. Và trong trường hợp đấy thì nhưng mà cái cuộc chơi thì phải thay đổi. Tôi nói ví dụ như là chúng ta phải điều chỉnh một số các cái điều kiện về mặt pháp lý. Chúng ta phải có những cái cam kết trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái vai trò của nhà nước. Chúng ta phải phân chia rủi ro một cách rõ ràng, và chúng ta phải có một cái bài toán tài chính tương đối hoàn chỉnh thì chúng ta mới có thể mời những cái nhà đầu tư quốc tế được. Và tôi cho rằng cái kênh đầu tư PPP, tức là đầu tư mà hợp tác theo đối tác công tư đấy, là một trong những cái hướng đi có thể nói là tương đối sáng sủa cho dự án này. Tôi thấy rằng là trước đây thì đường sắt của chúng ta đã bị tình trạng là không có ai đầu tư, mặc dù chúng ta cũng đã mở cửa. Thế nhưng mà vì là người ta cảm thấy rằng là tư nhân người ta đầu tư người ta không thấy có lợi. Cái chính là cái động lực để mà người ta đầu tư là người ta có thấy có lợi hay không. Bởi vì một cái đường sắt cũ kỹ, thế thì cái chi phí cho cái chuyến đi của người ta, tự nhiên cái gọi là chi phí khai thác cho đoàn tàu nó chạy đi, một cái đoàn tàu già cỗi ọc ạch như thế thì nó vô tình cái chi phí nó lớn lên, thế thành ra là cái thu về nó nhỏ đi, thế thành ra cái nó không lãi được mấy, và vì thế nó cho nên là người ta không đầu tư, đã gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng mà bây giờ là chúng ta nhìn vào đây là nó khác rồi, nó là một cái đoàn tàu rất là hiện đại, có đầy đủ các trang thiết bị và có đầy đủ các thứ tiện nghi mà phục vụ cho hành khách. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái đấy nó sẽ là cái mà càng về lâu thì nó càng thu hút được nhiều hành khách. Thế cho nên là người ta sẽ cảm thấy có lợi và người ta sẽ đầu tư, và tôi nghĩ rằng là tương lai thì người ta sẽ... Cái thứ hai nữa là trước đây chúng ta không có luật đường sắt. Luật đường sắt năm 2017 nó rất là cởi mở và nó khuyến khích là những các cái phần về thiết bị, nhà ga thì giao cho một cái công ty quản lý đường sắt, người ta đứng ra, người ta tự, người ta mua xăng dầu, người ta bảo dưỡng đường, bảo dưỡng tàu, vân vân, để người ta làm sao mà người ta thu về được lớn hơn cái con số mà người ta phải chi phí ra. Thì người ta thì tôi thấy rằng là cái cộng hai cái đấy nè, một cái thứ nhất là có cơ chế, có luật nó bảo lãnh, và cái lợi ích của cái đường sắt cao tốc này nó đem lại. Tôi hy vọng rằng là cái đầu tư, cái phương án đầu tư mà tư nhân vào các cái vận hành khai thác cái đường sắt này là khả thi. Tôi cho rằng là nếu chúng ta nên nhìn sâu vào dự án một chút về cái số tiền. Chúng ta tính là 58 triệu đô mà chúng ta nhân lên theo 58 tỷ đô. 58,7 tỷ đô chúng ta nhân theo cái tỷ giá hiện nay, theo tỷ giá đô hiện nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái tổng mức đầu tư như vậy thì một năm chúng ta sẽ phải chịu một cái, tôi cứ nhân theo cái ODA hiện nay mà chúng ta chi khoảng 3%, thì chúng ta sẽ phải chịu khoảng 40.000 tỷ tiền lãi suất nếu chúng ta vay ODA hoàn toàn. 40.000 tỷ mà trong khi đó như cái mật độ mà khai thác của Tổng công ty Đường sắt hiện nay cho các cái tuyến đi Bắc Nam thì hiện nay là doanh thu một năm của Tổng công ty Đường sắt, tôi nói doanh thu không, mới đạt khoảng chưa đến 3.000 tỷ cho việc là vận chuyển hành khách. Tất nhiên chúng ta có thể cộng vào đấy khoảng 5.000 tỷ cái tiền mà liên quan về mặt vận chuyển hàng hóa. Như vậy chúng ta mới được có 7.000 tỷ. Trong cái đó riêng lãi vay đã mất khoảng 40.000 tỷ rồi. Điều đó nó cho thấy rằng cái dự án này nếu nhìn về mặt tài chính thì sẽ gần như không bao giờ khả thi. Thế thì cái vấn đề là khi chúng ta huy động cái nguồn của tư nhân vào thì chúng ta huy động theo hình thức nào? Thì ở đây nó không phải là khi dự án có lãi thì nhà đầu tư tư nhân mới có thể vào làm dự án được. Cái khái niệm về PPP ở đây là gì? Ví dụ, nhà nước của chúng ta là muốn xây dựng cái tuyến đường sắt này với 58 tỷ đô. Chúng ta có thể giao lại một số các hạng mục, một số các cái công trình, một số những cái dịch vụ cho tư nhân khai thác, và chúng ta trả phí cho người ta theo thời gian để người ta có được một cái mức lợi nhuận mong muốn. Và chính phủ sẵn sàng là chịu lỗ ở khu vực đó, nhưng lại ngược lại là không phải bỏ vốn ra từ đầu. Đấy, cái khái niệm PPP ở đây là như vậy. Chứ không phải là PPP là hành khách bây giờ là trên chuyến tàu, bây giờ chúng ta xây cơ sở tầng, sau đó là
nhà đầu tư thì bỏ vốn vào để có đoàn tàu để chạy, sau đó là mình thu tiền vé để mình có lãi. Không phải như vậy. Vấn đề ở đây nó không phải như vậy. Không phải trả phí không phải như thuê vậy. Thuê đường. Chúng ta có thể cho người ta làm một cái cầu và chúng ta sẽ hoàn vốn cho nhà đầu tư theo một cái tỷ lệ nhất định nếu như chúng ta chấp nhận. Và nhà nước sẵn sàng chi cái khoản chi phí đó ra, thì thay bằng việc là phải bỏ vốn ra để làm cầu thì chúng ta trả một cái mức chi phí cho nhà đầu tư dựa trên cái công suất khai thác của cái cầu đó, và nhà đầu tư có một cái lãi suất nhất định. Thì cái hướng làm ở đây có lẽ là không phải là trông vào tiền vé không, mà chúng ta nhìn ở một cái khoang rộng hơn, một cái khái niệm rộng hơn về PPP thì chúng ta mới có thể đưa nhà đầu tư vào được. Thì với cái khái niệm như thế thì tôi cho rằng là chúng ta nên là đưa thành các hạng mục rõ ràng, các hạng mục, và chúng ta đặt ra các chỉ tiêu đầu ra cho các hạng mục đó, kể cả hạng mục về xây dựng, kể cả hạng mục về thiết bị, kể cả hạng mục về khai thác dịch vụ, kể cả các hạng mục liên quan thậm chí là vận hành cái chương trình kinh doanh và các cái cơ sở dữ liệu liên quan đến cái hệ thống vận chuyển về đường sắt. Và ở mỗi hạng mục như vậy chúng ta có các chỉ số đầu ra, và chúng ta yêu cầu các nhà đầu tư tư nhân có thể là vào các cái gói thầu về các hạng mục đó. Và khi đáp ứng được các chỉ số đầu ra thì chính phủ sẽ trả cho một cái khoản phí nhất định liên quan đến các hạng cái tiêu chuẩn đầu ra đó. Thì nếu chúng ta nhìn theo ngôn ngữ đó thì không không phải nhìn vào cái đích cuối cùng là dự án phải có lãi, dự án này không bao giờ có lãi. Nhưng nếu chúng ta thực hiện như thế thì thay bằng việc nhà nước phải bỏ ra 58 tỷ thì nhà nước có thể sẽ chỉ phải bỏ ra một cái số tiền 20-30% so với số đó. Và cái đó thì nó khả thi hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta nhìn cái bài toán nó sẽ không bao giờ có lời giải. Tôi... dự án đường sắt tốc độ cao với dự án đường sắt hiện nay thì tôi nghĩ là đây là sự không... so sánh nó cũng chưa có vẻ hợp lý lắm. Không, vậy là có vấn đề, một vấn đề của tính nguyên tắc là gì? Cho dù là anh phân nhỏ ra thành nhiều hạng mục rồi thì huy động vốn của tư nhân, nhưng mà câu hỏi đặt ra đối với họ tức là gì? Tức là phải có lãi. Tư nhân không thể nào gọi là làm mà không có lợi nhuận được. Thế là có ngay cả trong cái phương án của Bộ Giao thông Vận tải người ta cũng đưa ra thế này. Tức là thậm chí là nhà nước đầu tư toàn bộ hạ tầng, xong là cho tư nhân thuê mà trong vòng 10 năm đầu không phải trả tiền thuê. À, mà cũng chưa chắc người ta được thuê chứ đừng nói chuyện tức là nhà nước lại còn tiếp tục cả tiền bảo dưỡng 10 năm đấy, đầu ấy cũng nhà nước bỏ không, ra luôn không phải trả tiền thuê, không tại phải trả tiền bảo dưỡng 10 năm rồi chưa 10 năm ấy là rồi sau đó khách. Thì mới lấy tiền vé để mà chi trả cho chính phủ. Thế mà có một số các cái bạn bè của tôi tức là các cái doanh nghiệp Việt Nam mà người ta cũng đang nghĩ trong bụng tức là liên doanh với một số nước ngoài để tính, người ta tính toán ra tức là cho thuê 10 năm và trả phí mà người ta cũng cảm thấy là chưa có lãi. Đến một điều mà cô có thể nói tức là rất là khó, bởi vì sao? Tức là cái sức đầu tư trong cái địa hình của Việt Nam như thế là cũng tương đối lớn, rủi ro tương đối lớn. Bây giờ chúng ta nhìn đấy là nói là đầu tư là của người Việt, đầu tư của người nước ngoài. Người nước ngoài người ta có bốn vấn đề mà có thể nói tức là gần như là nguyên tắc để người ta đầu tư vào một quốc gia dưới dạng là PPP. Cái thứ nhất tức là ai đứng ra bảo lãnh cái rủi ro chính phủ. Nó họ dùng cái chữ là rủi ro chính phủ, tức là chính phủ hứa giải phóng mặt bằng trong vòng ví dụ 2 năm, nhưng mà ông làm tới 10 năm hoặc là 5 năm thì ai chịu trách nhiệm với tôi. Người ta gọi tên là đấy là rủi ro chính phủ. Rủi ro thứ hai tức là ông nói là tỷ giá hối đoái của ông ví dụ như là một năm ông chỉ tăng là khoảng một vài phần trăm, nhớ ra ông lên tới 7-8% thì ai chịu trách nhiệm? Tức là phải có một công ty nào đó đứng ra bảo lãnh cho họ. Rủi ro thứ nhất là rủi ro chính phủ, rủi ro thứ hai là rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro thứ ba là ông dự đoán rằng trên cung đường đó mỗi một năm là ví dụ 80 triệu người di chuyển, nhưng mà cuối cùng ra nó chỉ được 30-40 triệu. Đây cũng là một rủi ro mà nó phải có một công ty bảo lãnh để làm cho họ. Và cái thứ tư nó nói rằng tức là chính phủ Việt Nam đưa ra một quy định chúng tôi cho là vô duyên vì nó không đúng với cái nguyên tắc của PPP. Đó là gì? Ông khống chế là lợi nhuận là 14%. Đã gọi là đầu tư PPP, lời chúng tôi ăn, lỗ chúng tôi chịu. Không ai đi khống chế lợi nhuận, và nhờ đó chúng tôi đạt được lợi nhuận 18 đến 20, thì ông bảo không được, chỉ có 14. Thế làm sao? Hoặc là nhớ ra chúng tôi không đạt được cái lợi nhuận đó, thì ai chịu trách nhiệm? Ai bù. Đấy, cho nên là nó nói tức là như vậy là không đúng với nguyên tắc đầu tư theo cái theo thị trường. Và ở Việt Nam chúng ta bây giờ tìm một cái công ty nào đó đứng ra bảo lãnh ba cái rủi ro đầu: rủi ro chính phủ, rủi ro hối đoái và rủi ro về doanh số khai thác. Không có. Và chính vì thế cho nên huy động vốn của nước ngoài là cực kỳ khó khăn. Nói thực ra tức là một số anh em đã từng huy động vốn nước ngoài đầu tư vào nhà máy nhiệt điện. Một số những cái
nhà máy ví dụ như bột giấy rồi thì vân vân, thì chúng ta thấy là kinh nghiệm của họ là gì, tức là tất cả những cái đó là doanh một doanh nghiệp nào đó của Việt Nam mà phải là doanh nghiệp tư nhân đứng ra thì và anh trả cho người ta cả vốn cả lãi sòng phẳng theo hợp đồng tín dụng. Hoặc là ví dụ như ông Vượng ở đây, ông đang huy động vốn của Credit Suisse, tức là Credit Suisse đứng ra huy động vốn cho ông Vượng, ký hợp đồng vay đàng hoàng và trả sòng phẳng cả gốc cả lãi theo đúng cái hợp đồng tín dụng thì mới được. Chứ còn nói rằng tức là họ tham gia với tư cách như là một nhà đầu tư vào Việt Nam dưới dạng là TPP để làm những công trình lớn này và này là cực kỳ khó khăn, rất khó. Và một cái hướng nữa chúng ta thấy tức là gì, làm cái gì cũng vậy, phàm là những công trình có tầm cỡ như thế này thì chính phủ phải có quyết tâm lớn, phải biết gọi là tập trung nguồn lực. Thực tế thì tôi cho rằng là nếu nhìn vào cái bài toán chi tiêu công hiện nay, chúng tôi cũng đang làm một cái rà soát lại các cái chỉ tiêu về chi tiêu công, thì tôi thấy rằng là cái mặc dù là chúng ta cho rằng là nó chỉ là 0,7-0,3, nhưng mà có thể nói như chúng tôi đánh giá hiện nay không còn con đường lách vào cái chi tiêu công chung và dài hạn nữa. Cho nên rằng là quyết tâm, tôi tin rằng chính phủ quyết tâm, đây là một dự án trọng điểm và một dự án tầm cỡ, cái này rõ ràng là chính phủ phải làm. Nhưng mà tôi cho rằng là với cái cân đối vốn, cái cân đối tài khoản quốc gia hiện nay, thì cái việc mà để bố trí được một cái nguồn vốn này, tôi cho là ở góc độ tôi cho là không khả thi. Cho nên cái việc mà phải đưa nguồn vốn tư nhân vào là một cái điều đối với điều kiện của Việt Nam là điều hiển nhiên. Và tôi rất đồng ý với anh là nếu mà chúng ta nhìn vào cái GDP của Trung Quốc, chúng ta là 2.500 đô, Trung Quốc là khoảng 10.000, chúng ta kém không bao nhiêu. Thực ra chúng ta chỉ bằng khoảng 25% của người ta, GDP tính trên đầu người. Thế còn nếu như mà chúng ta nhìn vào cái tiềm lực chung của cả nền kinh tế thì chúng ta biết rằng là cái dự án khoảng 500 tỷ đô trong vòng 5 năm đối với Trung Quốc nó không phải là vấn đề lớn. Cho nên cái nỗ lực mà nhà nước bỏ tiền ra, tôi hoàn toàn đồng ý với anh ở chỗ là nhà nước có thể là đầu tư, sau đó nhà nước sẽ đưa cái cơ chế thị trường vào trong để vận hành khai thác. Nhưng đấy là nó tùy từng hoàn cảnh. Với Việt Nam hiện nay, với cơ chế quản lý, với cân đối về chi tiêu công, với kế hoạch đầu tư chung và dài hạn, tôi cho rằng là không còn đất để lách cái nguồn này vào được nữa. Và hiện nay Quốc hội cũng đang lúng túng nhất ở đoạn này, tức là lấy tiền đâu ra. Vấn đề là lấy tiền đâu, quyết tâm, đúng rồi, tôi đồng ý. Nhưng vấn đề ở chỗ là anh liệu anh có thể thay đổi được một cái hệ thống chi tiêu, thay đổi một cái hệ thống cán cân về ngân sách. Và hiện nay nó đã được duyệt, và hiện nay nếu tôi không nhầm thì là cái 2015-2020 hiện nay vẫn đã phát huy tác dụng. Trên một đồng vốn bỏ ra cũng chậm nhất là 2021 mới bắt đầu được đưa vào ngân sách. Thì chúng ta đã giải quyết bài toán như thế nào đây? Thì tôi cho rằng là cái điều này là cái điều chúng ta phải tính toán. Chúng ta phải nói tức là tiền ngân sách không có nghĩa, tức là chúng ta lấy từ trong cái thu ngân sách của Việt Nam ra để mà đầu tư cái chỗ này. Chính phủ phải đi vay. Được chưa? Chính phủ phải vay của chính phủ phải vay của các tổ chức tài chính quốc tế, ví dụ như IMF của Ngân hàng Thế giới, hoặc là chính phủ sử dụng toàn bộ nguồn ODA để mà làm, tức là dồn toàn bộ những cái nguồn lực mình có để mà làm, chứ không phải là chỉ có cái nguồn lực của ngân sách hiện nay còn trả chưa đủ tiền để trả nợ gốc, chỉ mới trả nợ lãi thôi. Nhưng mà rõ ràng tức là chính phủ có thể đi vay được, làm cái nào vay được. Và tôi nói là dễ vay trong cái vị thế này của Việt Nam, dễ vay nữa là khác. Nhưng cũng dám làm không? Lại sợ tức là không khéo nó vượt quá 65% GDP, ngồi tính toán cho nó kỹ đi. Chúng ta đã tính rồi, tức là GDP của Việt Nam tính đến năm 2045 là đâu đó khoảng 6%, 5,9% gì đó. Phải không? Và nợ công của Việt Nam đến năm đó đâu đó chỉ còn khoảng 55-56%, cũng không phải lớn. Cho nên là gọi là gì, là quyết tâm làm thì có thể lôi kéo được nguồn lực, không nhất thiết là phải là nguồn lực từ tiền thuế. Nó có thể là những nguồn lực khác vay mượn, nhưng mà chính phủ đứng ra làm được. Trong tay tôi có cái báo cáo của bên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, thì chúng ta thấy rất rõ là một cái hệ thống tổng công ty khai thác các cái đường sắt mà tôi tính rằng đến phần lớn là hết khấu hao rồi. Thế mà cái thu được 7.000 tỷ thì cái giao vốn nó chiếm đến 80%, mà trong giao vốn đấy thì lại chủ yếu không phải là khấu hao, mà là chủ yếu là các cái chi phí vận hành liên quan đến cái việc vận hành các đoàn tàu. Thì chúng ta thấy cái hiệu quả nó yếu kém đến mức độ nào. Nếu một chúng ta tiếp tục tư duy theo hướng là chúng ta đưa vốn ngân sách vào và bao cấp cho cái quá trình
triển khai này thì chúng ta sẽ nhúng vào một bài toán là không khác gì là nâng cấp cái hệ thống đường sắt hiện nay lên một cấp độ cao hơn và vẫn tiếp tục kém hiệu quả. Thì cái đấy nó lại tiếp tục chất lên một cái gánh nặng ngân sách do cái việc kém hiệu quả trong quá trình đầu tư. Và tôi cho rằng đấy là một cái hiểm họa đối với những dự án đầu tư lớn. Tôi chia sẻ thêm tí là cái nhiệm vụ làm cái đường sắt chạy điện, đường đôi khổ 1.5 tốc độ cao như này là cái được chính phủ giao là và Bộ Giao thông đang luận để cho nó làm cái nhiệm vụ rằng là chỉ có chuyên chở hành khách tốc độ cao thôi. Cái điều ấy nó phù hợp với lại cái tổ chức quốc tế về đường sắt, người ta đã rút ra một cái quy luật là với một cái tuyến đường cũ mà đã mãn tải, tức là hết khả năng có thể tăng đoàn tàu vào đấy được rồi ấy, thì nếu mà anh có trên 10 triệu lượt hành khách một năm ấy, thì anh khuyến cáo, họ khuyến cáo, UIC họ khuyến cáo là lúc đó anh lên làm đường sắt chạy tàu khách, chuyên chạy tàu khách. Chỉ và hiện nay chúng ta đạt là 9,5 triệu. Thì đấy, thì cái nhiệm vụ của cái đường sắt ấy là đang lý giải để đến nó là chuyên làm đường sắt cao tốc. Còn cái đường sắt cũ thì cũng được chính phủ đầu tư bằng tiền ngân sách 7 tỷ để nâng cấp. 7 tỷ. Vâng. Để làm cái nhiệm vụ gì là chuyên chở tàu hàng là chính và có một số các cái đoàn tàu khách ngắn, đường ngắn. Đấy. Ông, cái ví dụ thì, của tôi ở đây không phải là chúng ta quay lại cái bài toán đầu tư cũ. Vâng. Mà là chúng ta đang lấy một cái ví dụ về cái tính kém hiệu quả của cái việc khai thác. Vâng, không, nhưng mà cái đường sắt cao tốc nó khác. Cũng chia sẻ với các anh, tôi cũng có dịp được đi sang Nhật học ấy, thì người ta dạy chúng tôi rằng là cái đường sắt Shinkansen của Nhật Bản ấy, nó sau khi mà nó xây dựng xong năm 1964 mà chỉ có 2-3 năm sau mà nó đã trả toàn bộ cái tiền mà nó nợ từ trước đến giờ của ngành đường sắt. Và sau này thì người ta bí mật, và đến bây giờ người ta cũng bí mật là người ta không nói cái doanh thu là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta thì có thể tính sơ sơ được là một cái đường từ thủ đô của nó Tokyo đến Osaka là vé là 150 đô, mà một năm của nó là nó có là 135 triệu hành khách lượt hành khách. Vâng, 135 triệu mua vé đấy để mà đi. Thế và nếu mà nó của Việt Nam đây là tỉnh Sài Gòn, Vinh và Nha Trang, Sài Gòn, Nha Trang và Vinh, Hà Nội là 80 triệu lượt khách. Thế thì với một cái cự ni như thế là năm sau là cái đường hàng không Tokyo đi Osaka là không có khách đi nữa. Thôi thì tôi nghĩ là có lẽ là nguyên lý tức là sức mạnh tổng hợp. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất tôi nghĩ tức là chính phủ phải là đóng vai trò là nòng cốt. Và phải có, tôi cũng đồng ý tức là ngoài quyết tâm chính trị và thậm chí kiếm được tiền rồi thì nó còn phải có một hệ thống các cái chính sách để đảm bảo rằng tức là nó đầu tư và khai thác vận hành nó có hiệu quả. Tránh cái tình trạng tức là như lâu nay thì chúng ta cũng nhiều khi chúng ta cũng đổ oan cho cái hai cái chữ quốc doanh, bởi vì trên thế giới này là nhiều ngành đường sắt quốc doanh 100% mà rất có hiệu quả, phải không? Và thậm chí tức là quốc doanh như quốc doanh của Trung Quốc làm được cả những điều phi thường, tức là công nghiệp hóa trong vòng 20 năm rồi, và 10 ngành công nghiệp mà do quốc doanh của Trung Quốc làm là đến bây giờ đã đạt biên công nghệ của thế giới, những cái lời chuyện đùa phải chứ. Cho nên vấn đề quan trọng cuối cùng là quản lý, tức là chúng ta đưa ra cái cơ chế vận hành quản lý thế nào có kỷ cương kỷ luật thì nó mới thì quốc doanh và tư nhân đều có thể là nó làm được hết, nhất là trong ngành đường sắt. Vâng, xin cảm ơn ba vị khách mời. Ông Ký vẫn còn muốn có thêm thông tin à? Vâng, tôi định nói tiếp theo anh Nghĩa rằng là cái quản lý thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái đích của cái quản lý là để làm sao mà thấy tất cả những người người ta tham gia vào cái công việc đấy thì người ta mọi người đều có lợi thì người ta mới tham gia hết mình, chứ còn ngược lại thì sẽ khập khiễng, sẽ dẫn đến là tôi cũng chia sẻ là chúng tôi rất là vui mừng được chính phủ rất là quan tâm về cái đường sắt này.
Cũng rất là hy vọng là cái đường lối của Bộ Giao thông làm đợt này là có nhiều cái đổi mới, thay đổi hơn so với lại năm 2010. Và cũng phải nói lại nữa là chia sẻ với anh rằng là không phải riêng nước mình 10 năm đâu. Hầu hết các nước làm đường sắt cao tốc đều mất 10 năm hoặc là hơn nữa để mà làm các cái công tác chuẩn bị, để mà từ cái khâu nhận thức cho đến cái khâu là chuẩn bị tiềm lực, rồi tất cả các thứ văn hóa, rồi tài chính đủ các thứ này. Tôi đọc rất nhiều, tôi có một quyển sách gọi là đường sắt cao tốc thế giới, thì người ta biết tôi chả thấy có nước nào mà dưới 10 năm hoặc là 5 năm thôi đã quyết tâm làm ra ngay được cái đấy. Như Trung Quốc trong vòng 10 năm người ta không là tôi chuyển đổi chuyển xây dựng đường sắt, vâng, chuẩn bị mà nghiên cứu được cả công nghiệp đường sắt, tức là ra được cả máy cho đến là cả phụ kiện cho đến cạnh tranh ngược lại châu Âu với Mỹ, cạnh tranh ngược lại châu Âu. Người ta tiết kiệm thời gian ra là cái thay đổi của thế giới hiện nay nó cho phép, nhất là với cái công nghệ 4.0 hiện nay nó cho phép chúng ta cắt ngắn cái giai đoạn đấy rất nhiều. Không có nghĩa là các nước làm 10 năm mà mình làm 8 năm là được rồi, mà bây giờ 10 năm có thể chúng ta chỉ làm trong vòng 1 năm. Tôi nói ví dụ như cái VinFast của anh Vượng ấy, bao giờ mà 12 tháng mà anh ấy ra được ô tô như vậy không? Mà anh còn mang đi chỉ làm thế, đúng không? Mất 20 năm và thế giới thì mất bao nhiêu năm thì chúng ta biết rồi. Thế thì rõ ràng là cái câu chuyện hiện nay, cái thế giới nó thay đổi hàng ngày, và nhất là hiện nay cái công nghệ và cái đặc biệt là công nghệ thông tin nó đã truyền tải cái thông tin dữ liệu trên một cái hệ thống big data lớn, thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi và chúng ta nhận thức theo một cái cơ hội nó đang đến, chứ chúng ta không nhận thức theo một cái chiều sâu về lịch sử, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có thể thay đổi được cái mà chúng ta đã làm 10 năm nay chúng ta không làm được. Vâng. Tôi lấy ví dụ ngay trong đề án của Bộ Thông vận tải, đề án của Bộ Thông vận tải trình lên Quốc hội, thì nói rằng tức là phải mất 7 năm để mà đào tạo nguồn nhân lực. Thật là vô duyên. Đào tạo nhân lực bây giờ mà tôi cứ cho nhiều nhất là được khoảng 15.000 người đi. Mà công nghệ hiện đại bây giờ mà là làm gì tới 7 năm rồi, 7 năm xong rồi ra chưa có gì việc gì làm thì con cháu nó làm cái gì? Phải chưa? Là có phải không? Ông Vượng 70.000 cả bộ công nhân viên, gấp 3 lần cái dự án này. Wow. Mà đưa ra một chương trình đào tạo số hóa chỉ trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm rồi. Vâng. Tức là phải áp dụng công nghệ hiện đại như thế vào thì mới làm thay đổi được thời gian, chứ không kiểu này chết. Chúng ta cũng đang mong đợi một sự vượt bậc, một sự thay đổi kỳ diệu như vậy. Vâng. Bằng cái công cụ 4.0. Thì thưa các khách mời, đây là số đối thoại thứ tư trong về đề tài của đối thoại đợt này. Nhưng tuy nhiên trước đó chúng tôi đã thực hiện 10 chương trình đối thoại về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cũng đã mời Tổng công ty đường sắt, cũng đã mời liên danh tư vấn, rồi mời đại diện Bộ Giao thông. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy năm 2018, cái góc nhìn nó hoàn toàn khác năm 2010. Tức lúc này là quyết tâm đã rất là cao rồi và mọi người đều đang rất là mong đợi một sự thay đổi. Tất cả mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị trong suốt 8 năm vừa qua, thì chúng tôi mời các khách mời đến đây để chúng ta cùng đưa ra những cái giải pháp để tốt hơn, để chúng ta có thể làm mọi thứ nhanh hơn so với những gì mà tư vấn đưa ra. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại và cùng thêm những cái kiến thức, những cái góc nhìn khác nhau liên quan tới vấn đề về vốn, và chúng tôi hy vọng là sẽ góp phần giúp cho chúng ta là có thể có những cái giải pháp vượt trội hơn và rút ngắn được cái thời gian như được chúng ta mong đợi. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời và chúng tôi chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe. Và gần đây thôi, không phải là 10 năm nữa chúng ta quay lại, mà thậm chí có thể là vài tháng nữa chúng ta đã có thể nhìn thấy những cái tiến triển mới, đúng không ạ? Thì chúng tôi một lần nữa thì xin cảm ơn ba vị khách mời. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể theo dõi lại các chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV, www.vtv.vn. Và xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.